mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều khu vực của Hàn Quốc. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người bị ảnh hưởng do mưa lớn gây lũ quét và lở đất tại Hàn Quốc tối ngày 23 tháng 7. Cơ quan Kiểm soát Thiên tai Quốc gia Hàn Quốc cho biết khoảng 195 người phải sơ tán đến nơi an toàn và ít nhất 51 người được cứu trên cả nước. Tại thành phố Busan ở miền Nam, 3 người được tìm thấy tử vong trong ô tô bị ngập nước. Thành phố này ghi nhận lượng mưa lên tới 80mm mỗi giờ, mức cao thứ 10 tại đây tính từ năm 1920. Do mưa lớn, 162 ngôi nhà, 43 tuyến đường cùng với một số công trường và trạm xe điện ngầm tại Busan bị ngập nước. Trong khi đó, nhà chức trách thành phố công nghiệp Ulsan, phía đông bắc Busan, đã ban bố cảnh báo về mưa lớn. Khu vực này ghi nhận lượng mưa 215,5mm dẫn đến lở đất và lũ quét. Một người được thông báo mất tích sau khi bị lũ cuốn. Cơ quan cứu hỏa Ulsan nhận được tổng cộng 44 báo cáo thiệt hại. Tại thủ đô Seoul, giao thông gián đoạn trên một số tuyến quốc lộ do nước dâng cao, tuy nhiên thiệt hại tại đây không đáng kể. Tại các khu vực Gyeongju và Baekje thuộc tỉnh Gye, cùng với thành phố Gyeo, mưa lớn gây mất điện tạm thời tại 1.100 hộ gia đình. Dự báo, mưa sẽ chấm dứt tại vùng thủ đô Seoul, thành phố Incheon và tỉnh Gye trong ngày 24/7. Tuy nhiên, nhà chức trách duy trì các cảnh báo mưa lớn tại nhiều khu vực khác trên cả nước và dự báo những khu vực này sẽ tiếp tục ghi nhận thêm lượng mưa 50mm